với kênh Sài Gòn TV 123 với một video của ngày hôm nay. Sáng thứ tư ngày 21 tháng 8 2024, ngày mới cùng mến chúc quý cô chú chị và các bạn sức khỏe, an lành, tràn niềm niềm vui và luôn thật hạnh phúc bên gia đình. Tại Cường đã có mặt ở bên cái con đường Bến Văn Đồn, quận 4, Sài Gòn, và Cường sẽ đi dọc ở bên dòng kinh Bến Nghé và sẽ xuống dưới cầu Móng, sau đó Cường sẽ qua bên cái công viên Bến Bạch Đằng, sẽ đến với cầu Ba Son. Nào xin mời quý vị và các bạn cùng Cường đi thả bộ dòng buổi sáng này để mình xem và tham quan đi bên dòng kinh Bến Nghé và đến với con sông Sài Gòn của ngày hôm nay nhé. Ở đây có đặt một bến phà nhỏ để mình đi du lịch đó, ở một cái chiếc tàu, cái phà đi để tham quan cái dòng sông Sài Gòn. Phía trước trong màn hình quý vị có nhìn thấy đó là cây cầu Móng, là một trong những công trình kiến trúc cổ xưa 127 năm tuổi, mang đậm dấu ấn kiến trúc cầu phương Tây. Không chỉ nối liền đôi bờ sông Kinh Rạch, nơi đây còn là một địa điểm ăn uống, vui chơi và ngắm nhìn Sài Gòn lung linh về đêm, thu hút nhiều người dân địa phương và cả du khách tham quan. Nay buổi sáng đến đây thì Cường nhìn thấy ở cái kinh Bến Nghé này thì rất là sạch sẽ nha quý vị. Đây quý vị có nhìn thấy ha, dòng kinh chảy êm đềm qua bên cái cầu Móng. Đây, cầu Móng này được xem là một cái công trình kiến trúc cổ xưa nhất, thu hút đông đảo du khách tới tham quan và trở thành một cái địa điểm hẹn hò lý tưởng của nhiều cặp tình nhân. Móng này thì nó liền quận nhất và quận tư, bắc ngang qua cái kinh Bến Nghé này quý vị. Móng do người Pháp xây dựng vào năm 1898 đến 1894. Cầu này dài 128m, rộng 5,2m, xây dựng bằng thép kiên cố. Cầu Móng này làm theo kiểu vòng móng nên dân gian nó còn gọi là cầu Móng. Từ trên cái cầu Móng nhìn xuống phía trước trên màn hình đó là đường Nguyễn Trường Tộ, bắc qua đó là đường Bến Văn Đồn, quận 4.
cái tòa nhà ở phía trước, ở phía bên tay trái đó quý vị, đó là cái tòa nhà điều hành của công trình metro Bến Thành Suối Tiên đó quý vị. Đây là cái khu công viên, mỗi buổi sáng thì mọi người đến đây để tập thể dục. Và ở tại công viên này thì người ta có đặt nhiều những cái máy như tập thể dục, như cái cô này của đạp nè. Đây là tất cả những cái máy họ sắp xếp dọc ở bên đây để cho mọi người tập thể dục. Buổi tối thì cha mẹ dẫn con cái đến đây để vui chơi, và mọi người cũng ban đêm cả đến đây để tập thể dục nè. Đây có cái khu công viên cát này để cho mấy em chơi đánh đu nè. Và ở phía bên này cũng vậy, ban đêm còn thấy mấy em đến đây chơi cũng đông lắm. Cái công viên cầu móng này rất là sạch sẽ, mỗi nơi người ta có đặt những cái thùng để rác đó quý vị. Đây, ở đây rất là sạch sẽ, cây cối xanh tươi luôn á. Đây là tòa tháp Sài Gòn One Tower. Thời gian trước thì cái công trình này rầm rộ, làm cũng gần xong á, nhưng mà đùng một cái thì cái công trình này đã ngừng hoạt động và không có khởi công lại nữa cho đến bây giờ luôn quý vị. Còn đây là cầu Khánh Hội, cũng nối liền từ quận Nhất qua quận Tư và quận Tư qua quận Nhất. Đây là ở dưới và cầu Khánh Hội. Hiện tại lúc này thời tiết rất là nắng nóng nha quý vị. Đây là cái cột cờ Thủ Ngữ có từ rất là lâu đời, từ thời Pháp thuộc tới bây giờ. Cột cờ Thủ Ngữ này đã trùng tu lại, còn hiện tại quý vị có thể thấy rất là mới, đổi mới lại.
tại công viên bờ sông Sài Gòn bên bờ kè, thì quý vị có thấy ở phía ngoài bên bờ sông Sài Gòn á, thì đã gắn những cái phao á, để tránh những cái rác rưới và những tảng lục bình á, vô phía tạp dục vô phía trong á. Họ đặt những cái phao á, dọc theo cái bờ kè của dòng sông Sài Gòn. Còn mấy cái cầu tàu này á, thì ở tại đây người ta đã chặn không cho mọi người vô đây. Bến Bạch Đằng này thì cũng có đặt một cái quán cà phê Catina. Ở tại đây lúc nào cũng có khách đến đây uống và rất là đông. Phía trước đó là cái công trường Mê Linh, có đặt một bức tượng Đức Trần Hưng Đạo. Xung quanh nó thì có những cái tòa nhà chọc trời cao. Đây là một cái địa điểm đẹp nhất của Sài Gòn quý vị. Ở tại cái góc này thì lúc trước có nhiều rác nè, cả tảng lục bình nó tràn vô cái bờ kè ra đây. Còn bây giờ thì cái ở phía bên công viên Bạch Đằng á, thì người ta đã làm một cái phao á, chặn ngang dọc theo ở phía bờ kè dòng sông Sài Gòn bên cái bờ kè của công viên bến Bạch Đằng quý vị, thành ra cũng đỡ không có rác rưới và tảng lục bình tràn vào ở bờ kè sông Sài Gòn.
vị có thể nhìn thấy ở cái cầu đi bộ, cầu Ba Son á, thì cầu đi bộ này người ta vẽ bậy tùm lum hết trơn, nhìn thấy coi như mắt mỹ quan á quý vị. Bây giờ Cường sẽ lên ở cầu đi bộ này mình xem như thế nào nha. Lúc trước Cường lên đây nhiều, có nhiều rác á, thuốc nè, đồ ăn đồ uống họ để rải rác ở trên cái cầu này. Đây quý vị có thể nhìn thấy rồi đó. Có một anh khán giả bên Úc á, có nhờ Cường khi đi cầu Ba Son này á, thì ghi hình ở cầu đi bộ ở đây. Đây Cường sẽ đến ở cầu đi bộ này này. Còn đây là khu phức hợp, khu giải trí Detroit á, công viên bờ sông Sài Gòn. Đây đã đến ở cái cầu đi bộ bên phía bên công viên bờ sông Sài Gòn rồi nè. Ở tại đây á, thì Cường thấy họ đã rào chắn ở tại đây, không cho ai ra vô tại đây nha. Nhưng mình có thể lòn xuống đây để mình đi qua bên công viên bờ sông Sài Gòn được nha quý vị. Giờ Cường xin phép tạm dừng và khép lại video tại đây. Xin mời quý vị đón xem cái video tiếp theo Cường quay ở cầu đi bộ này.